Hello, xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại với mọi người với một chiếc video về sách. Và đã từ rất lâu rồi ở trên kênh của mình thì không có một cái clip book haul hay là giới thiệu sách mới nào. Thế nên là ngày hôm nay thì nhân dịp là có một vài nhà xuất bản, nhà phát hành đã gửi tặng sách cho mình thì mình cũng sẽ làm một cái video. Trong cái video này thì sẽ có một cái video unbox, mình có một cái thùng sách chưa unbox như vậy. Và sẽ có một vài cuốn sách mà mình đã được tặng trước đây rồi, thế nhưng mà mình cũng chưa có dịp để giới thiệu với mọi người. Thế nên là ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lên cái video để giới thiệu tất cả những cuốn sách gần đây mà mình đã có được, mà nó là sách mới ở trong nhà của mình ạ. Cái âm thanh, cái giọng nói của mình ở trong cái video này hơi vang một chút xíu, bởi vì là mình đang phải ngồi ở ngoài hành lang để quay video ấy. Nó sẽ hơi vang một chút xíu nên là mọi người chịu khó nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào với cái video ngay luôn nhá. Thì đầu tiên mình sẽ unbox cái hộp sách này. Hộp sách này mình đã được nhận của công ty phát hành sách 2H, là một nhánh con của nhà Huy Hoàng ấy. Khi mà cái bưu kiện nó đến nơi ấy, thì mình mới biết là của nhà Huy Hoàng. Yeah, thì đây, trong cái hộp sách này thì mình sẽ có hai cuốn sách. Đầu tiên đập vào mắt mình là một cái này là cái gì nhỉ? Cái sơ đồ của cuốn sách. Ok, từ từ đấy, check cái cuốn sách ở bên trong đã, rồi mình tính tiếp. Ở đây thì mình có hai cuốn sách của cùng một tác giả là Uketsu. Cuốn sách đầu tiên đó là Ngôi nhà kỳ quái đây. Sách trinh thám. Thì kèm với cuốn sách Ngôi nhà kỳ quái này, nó sẽ là một cái sơ đồ của cái ngôi nhà đấy. Ở đây thì mở ra xem trước nhé. Nhiều nhà thế. Đây, ở trong này sẽ có cái sơ đồ của các ngôi nhà trong cuốn sách như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có một cái là ghi thức hiến dâng và tên trái. Ôi, nghe có vẻ tò mò ấy. Có thể là mình sẽ đọc cuốn sách này ngay sau quyển Mật mã Da Vinci. Mình đang đọc Mật mã Da Vinci rồi. Mãi không hết thì nhưng mà thôi được rồi. Ok, mình sẽ bóc siêu luôn đấy. Là trong một cái mình khá là thích bóc siêu sách nên là mình vẫn sẽ bóc nó ra. Ok, đây là trong cuốn sách thì sẽ có một cái bookmark như thế này. Gần đây là bookmark của nhà Huy Hoàng là đã có bo góc nha cả nhà. Nó giống như cái bookmark của Nhã Nam. Đây là trông nó xịn hẳn. Mình rất là thích những cái bookmark mà nó có bo góc. Mình rất là ghét những cái bookmark mà nó vuông ấy. Hình như là nó cuốn sách này nó sẽ theo cái mô típ là như kiểu là một cái bản ghi âm các cuộc nói chuyện với nhau ấy. Và ở trong cũng có rất là nhiều sơ đồ. Ở ngoài đã có riêng một cuốn sơ đồ rồi, và ở trong cũng rất là nhiều sơ đồ nữa. Ở cuối sách thì có ghi là khoảng không bí ẩn, hai lớp cửa, phòng trẻ em không có cửa sổ, những điểm kỳ quái trên bản vẽ mặt bằng của một ngôi nhà cũ ở Tokyo mà người quen của tôi đang cân nhắc mua lại. Uầy, hình như là trước đây mình đã từng xem một cái thông tin liên quan đến một cái thông tin tương đương như này rồi. Tức là kiểu người ta cho mình xem một cái sơ đồ nhà và người ta hỏi là cái sơ đồ này có điểm gì đặc biệt ấy. Thì có mình đọc comment ở trong cái bài viết đấy thì người ta có nói là cái phòng trẻ em không có cửa, hay là của cuốn sách này, chắc là vậy ha. Hay đấy. Ôi, mình phải ngồi nhớ lại xem là mình đọc cái đấy ở đâu đã. Trời ơi, chắc chắn là mình đã đọc cái đấy rồi. Mình đã đọc cái thông tin là cái sơ đồ đấy nói về một cái ngôi nhà rất là kỳ quái ấy. Và không biết là cái điểm kỳ quái ở đâu, đăng lên để cho mọi người cùng thảo luận với nhau ấy. Oh my god, được đấy nhở. Ok, mình sẽ quyết định đọc cuốn sách này ngay sau, hoặc là trong lúc mình đang đọc Mật mã Da Vinci luôn. Yes. Và cuốn sách thứ hai là cuốn sách Bức tranh kỳ quái, cũng là kỳ quái nhá. Thì cuốn sách này thì mặc dày hơn cái quyển Ngôi nhà kỳ quái kia. Chắc là mình sẽ đọc sau, mình sẽ ưu tiên đọc Ngôi nhà kỳ quái trước, của mình là trong những cái thứ liên quan đến nó trông có vẻ khá là hứa hẹn, như kiểu là có cả sơ đồ nhà cửa rồi cái thông tin của nó mình lại còn biết trước đấy rồi nữa, nên là mình lại càng thấy hứng thú với nó. Thế còn cái quyển này thì chắc là mình sẽ đọc sau. Đây, ui, bookmark này còn xịn hơn, bookmark còn dày nữa cả nhà. Nhà 2H gần đây bookmark rất là xịn. Cuốn sách này thì nó sẽ thuần là kể chuyện thôi. Ở trong cũng có rất là nhiều sơ đồ, có vẻ như là tác giả này muốn truyền tải những cái thứ mà kiểu nó tự hình nhất đến người đọc, nên là có rất là nhiều sơ đồ ở trong này. Ví dụ như hai cái bức tranh do hai đứa trẻ vẽ, tò mò đấy. Được. Bức tranh cô gái đứng trong gió được đăng tải trên một trang blog nọ, lại có bức tranh bị nhòe và bóng mờ bao phủ căn hộ do một đứa bé
bị mất tích vẽ. Còn cả bức tranh phong cảnh núi em vẽ run rẩy. Oh my god, em mình rất là sợ những cái bức tranh của trẻ con ấy. Nếu mà kiểu nhìn thoáng qua thì thấy nó bình thường, nhưng mà nếu mà nó mà gắn với một cái chuyện gì đấy thì trông nó kinh khủng khiếp luôn. Rất là cảm ơn nhà 2H đã gửi tặng mình hai cuốn sách này, và mình sẽ sắp xếp thời gian để đọc hai cuốn sách này sớm, nếu có thể, nếu mình có đủ thời gian thì mình sẽ review hai cuốn sách này cho cả nhà trong một cái video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngoài hai cuốn sách này ra thì mình còn có ba cuốn sách nữa mà cũng mới, mình cũng gần đây là mình cũng có được. Thật ra là có một cuốn sách là mình mượn đây, là cuốn Khế ước bán dâu. Thì quyển này hôm trước mình qua nhà chị My là mình mượn của chị My, bởi vì là chị My thì có nhiều sách chưa đọc quá, nên là có nhiều sách kiểu chị vẫn đang pending ấy, thì mình thấy cuốn sách này khá là thú vị nên là mình đã mượn về. Thì cuốn này là của nhà 1980. Đây, mình thấy nó cũng cái chủ đề nó cũng khá là tò mò, kiểu Việt Nam vừa về làm dâu rồi các thứ, chắc là có cái chuyện gì đấy, nên là mình cũng đã mượn cuốn sách này về để đọc. Thế nên là cuốn sách là mình mượn. Còn một cuốn mà nhà xuất bản Phụ Nữ đã tặng mình kèm với quà Tết, đó là sách Tây Sơn Phụng Thần Ký của tác giả Thành Châu. Đây là một cuốn tiểu thuyết giã sử, nó được đi kèm với một cái bookmark như này. Thì cái cuốn sách này bởi vì nó là tiểu thuyết giã sử nên là cũng khá là tò mò, không biết là nó sẽ nói về cái giai đoạn lịch sử nào. Mình chưa có một thông tin nào về cái cuốn sách này cả, vì là cái khoảng thời gian đấy mình khá là bận. Thì đây, đọc ở đằng sau thì có vẻ như nó là cái thời vua Lê Chúa Trịnh. Hai xứ đằng ngoài đằng trong tách biệt đã gần 200 năm, tưởng chừng như bờ cõi cứ vậy mà ngăn đôi, sông được cách trở miễn về ấy vậy mà Bắc Hà nạn kêu binh dấy lên như giải nát hơn vương triều của những dòng xé của được Trịnh Lê bla bla bla. Đó, vua Lê Chúa Trịnh mình sẽ sắp xếp để đọc, có thể trong năm nay hoặc là trong năm sau, bởi vì là sách của nhà Phụ Nữ gửi mấy cuốn liền mình vẫn chưa đọc hết. Xin lỗi bác rất là nhiều. Cảm ơn nhà xuất bản Phụ Nữ rất nhiều. Còn một cuốn sách nữa mình cũng được nhận, đó là của nhà phát hành sách C-Books. Thì đây là một nhà phát hành khá là mới và họ sẽ chuyên về kiểu manga các thứ ấy. Thì cuốn sách mà mình nhận được là Hành Hương Đến Thánh Điện Manga và Anime, và đây là quyển số 1, giới thiệu tổng quan. Cuốn sách là của tác giả Phúc Nguyễn, và trong cuốn sách này thì tác giả sẽ giới thiệu cho mọi người những cái nơi, những cái địa điểm mà có thật ở trong những cái bộ manga mà mọi người đọc, và những cái thông tin thú vị liên quan đến những cái địa điểm đó, cũng như là một vài cái thông tin thêm, một vài cái thông tin ngoài lề mà kiểu nó là cái thông tin có thật ấy, để cho mọi người cùng tham khảo. Thì cái cuốn sách này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn mà yêu thích anime và thích tìm hiểu về những cái sự kiện có thật hoặc là những cái địa điểm có thật ở trong anime. Đây, ví dụ như là đây, ở đây nó có một cái bản đồ này, bản đồ thánh địa của ba tác giả nổi tiếng, đó là Tezuka Ozomu. Tezuka Ozomu thì mình biết mỗi bộ Blackjack, bác sĩ Blackjack. Toki Wasso thì mình không biết tác giả này. Fujiko Fujio là tác giả của Doraemon. Thì các bạn sẽ được check xem là có những cái địa điểm nào đã từng xuất hiện trong manga rồi. Và cuốn sách này nó in màu toàn bộ luôn đấy mọi người, rất là xinh luôn, kiểu trông cái cuốn sách rất là kiểu chất lượng đấy. Thế là những bạn nào mà yêu thích manga và muốn tìm hiểu thì có thể mua về để thử và giữ lại, bởi vì là nó cũng rất là chất lượng, trông nó kiểu rất là đồ sộ và màu in màu toàn bộ giấy bóng luôn đấy mọi người, rất là xịn. Mình mà là người yêu thích manga thì mình sẽ rất là thích cuốn sách này. Mình cũng được tặng cuốn sách này trước Tết, tức là chỉ còn một vài ngày nữa là Tết là mình được nhận đấy, nên là cũng rất là cảm ơn C-Books đã để ý và quan tâm và gửi tặng sách cho mình. Hy vọng là những bạn mà yêu thích manga có thể tìm hiểu thử cuốn sách này nhá. Ok. Yeah, vậy thì trong cái video này thật ra thì lâu lắm rồi mình không làm book haul, vì là mình không mua sách, lâu lắm rồi mình không mua sách nữa, mình chỉ kiểu đi mượn sách để đọc cũng như là đọc sách ebook thôi. Thế nên là lâu lắm rồi mình không có một cái clip book haul nào, nhưng mà rất là cảm ơn các nhà phát hành đã liên hệ với mình và gửi tặng cho mình những cuốn sách này. Mình sẽ cố gắng, nếu như là mình đọc xong kịp thì mình sẽ review những cuốn sách này cho mọi người, kể cả ở trên Instagram hay là trên YouTube. Gần đây thì mình không có nhiều thời gian để mình làm video nữa, kể cả bài post trên Instagram thì mình cũng ít đăng đấy, nhưng mà vẫn có rất là nhiều người follow theo dõi cũng như là nhớ đến nội dung cái sách của mình ấy. Thì mình cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi và luôn chờ đợi mình quay lại. Yeah, vậy thì đấy là nội dung của cái video ngày hôm nay, thì hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Đừng quên là mình vẫn tiếp tục review sách ở trên Instagram, mặc dù là gần đây thì cái tần suất nó đã giảm đi rất là nhiều vì không có nhiều thời gian để đi chụp ảnh các thứ ấy. Thì rất là hy vọng là mọi người đừng unfollow mình, và mình sẽ cố gắng để lên lại các bài sớm
cho mọi người cùng tham khảo những cái review của mình nhá. Đừng quên là mình cũng vẫn tiếp tục ra video ở trên kênh YouTube này, mặc dù là nó sẽ không được thường xuyên như trước nữa, thế nhưng mà mình vẫn sẽ ra video, nên là mọi người đừng bỏ mình đi nhé. Ok, hy vọng mọi người đã thích cái video này. Một lần nữa, bà tạm biệt các bạn. Bye bye. Đã lại câu rồi. Hy vọng là mọi người đã thích cái video này. Một lần nữa, bà tạm biệt.